Một thông tin khiến nhiều người hoang mang trong mấy ngày qua là việc một bệnh nhi ở Đắk Lắk nghi bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người tấn công. Thực hư về thông tin này như thế nào? Liệu đây có phải là loại vi khuẩn mới được phát hiện hay không? Câu trả lời sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 6, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đồng loạt đưa tin về một trường hợp bệnh nhi 9 tuổi ngụ tại tỉnh Đắk Lắk bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Thông tin này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của dư luận và khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất an. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, ngày 4 tháng 4, bệnh nhân nữ sinh năm 2013, trú tại thôn Triềng, xã Là Lốp, huyện Ea Súp, được người nhà đưa vào khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tỉnh táo, sốt 39 độ C, tuyến mang tai hai bên sưng to, cứng, không di động, góc hàm trái có điểm ấn mềm, hóa mủ, đau nhiều, há miệng hạn chế, họng đỏ nhẹ, loét trượt đầu lưỡi một nốt. Đến ngày 7 tháng 6, bệnh nhân sốt cao liên tục, nhiệt độ 41 độ C, áp xe tuyến mang tai hai bên đã rạch, rỉ mủ máu. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei với chuẩn đoán hậu phẫu áp xe tuyến mang tai hai bên nhiễm chủng huyết do vi khuẩn này. Theo người nhà bệnh nhân đã khởi phát bệnh cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày với triệu chứng sốt cao, kèm sưng, đau vùng mang tai hai bên. Bác sĩ Trường Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, loại bệnh mà bệnh nhi ở Đắk Lắk gặp phải có tên là Whitmore và do vi khuẩn Fularesa pestdomel gây nên. Đây là bệnh do vi khuẩn, chứ không phải là vi khuẩn ăn thịt người, khi dịch sang tiếng Việt. Loại bệnh này không phải là mới xuất hiện mà đã được phát hiện từ lâu. Theo bác sĩ Khanh, bệnh do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở trên cơ thể. Vi khuẩn từ vết xước đi vào máu, gây nhiễm trùng máu hoặc áp xe hoại tử nhiều cơ quan, trong đó có da và vùng da bị bệnh, gây loét, hoại tử. Loại bệnh này gặp ở người lớn nhiều hơn là trẻ em. Đồng quan điểm này, tiến sĩ Trịnh Thành Trung, trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, khái niệm vi khuẩn ăn thịt người hoàn toàn là bịa đặt, xuyên tạc, không phải là khái niệm của bệnh này. Về cơ bản, đây là bệnh nhiễm khuẩn, có biểu hiện lâm sàng đa dạng. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là viêm phổi, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn huyết, có thể dẫn đến tử vong. Bên cạnh cơ quan tấn công là phổi, thì còn rất nhiều cơ quan khác trên cơ thể gây áp xe, bụi mù, chứ không phải vi khuẩn ăn thịt người. Gọi là vi khuẩn ăn thịt người là không chính xác. Tại Việt Nam, Whitmore được mô tả lần đầu tiên vào năm 1925 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Hà Nội và Huế. Vi khuẩn khi xâm nhập vào cơ thể sẽ thâm nhập vào các bộ phận, thường là gặp ở phổi. Bên cạnh đó là các cơ quan nội tạng như gan, thận, tim, cơ, da và các tuyến tiêu hóa. Theo Bộ Y tế, bệnh Whitmore gặp ở tất cả các độ tuổi, ở cả nam và nữ, gặp nhiều hơn ở người có nghề nghiệp tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đất, nước. Bệnh dễ bị mắc ở những người có các bệnh mãn tính như đái tháo đường, bệnh thận, phổi, suy giảm hệ miễn dịch, vân vân. Vậy biểu hiện lâm sàng của bệnh Whitmore là gì? Bệnh Whitmore có biểu hiện triệu chứng đa dạng, bao gồm sốt với các biểu hiện như sốt cơn hoặc sốt kèm theo lạnh run, sốt kéo dài, suy hô hấp, loét da, viêm đường tiết niệu, viêm phổi, áp xe ở gan, lách, nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng, vân vân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, ở trẻ em, bệnh thường có biểu hiện là áp xe tuyến mang tai, dễ bị nhầm với quai bị, sốt kéo dài, chỉ một số ít có biểu hiện viêm mảng não, viêm phổi, áp xe gan, tổn thương thần kinh, vân vân. Ở người lớn, bệnh cảnh lâm sàng khá phức tạp, thường bị chẩn đoán nhầm với các bệnh khác như nhiễm trùng huyết tụ cầu, lao phổi, áp xe cơ, bệnh hệ thống, vân vân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nhiều trường hợp mắc Whitmore bị sốc nhiễm trùng và tử vong. Bệnh khó chuẩn đoán và phát hiện, ngay cả khi đã được khẳng định chuẩn đoán bệnh Whitmore, việc điều trị cũng không hề đơn giản. Bệnh nhân phải dùng kháng sinh tấn công liều cao, kéo dài liên tục trong ít nhất khoảng 2 tuần, sau đó dùng kháng sinh duy trì khoảng từ 3 đến 6 tháng nữa. Nếu không được điều trị đúng liều, đúng phác đồ và theo dõi sát sao, bệnh dễ tái phát, sức khỏe bệnh nhân suy kiệt dần và có thể dẫn đến tử vong dù đã được chẩn đoán đúng, bác sĩ Cường cho biết. Ngoài ra, việc theo dõi điều trị kéo dài lại tốn kém nên không ít bệnh nhân đã bỏ cuộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc điều trị và tỷ lệ tử vong do Whitmore còn cao, lên đến 40%. Tuy nhiên, bác sĩ Cường cũng cho hay, dù là một bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao, nhưng nay đã có kháng sinh đặc hiệu điều trị nên có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Vì thế, người dân không nên quá hoang mang.
Vậy, cách phòng bệnh Whitmore ra sao? Hãy cùng chúng tôi tham khảo một số biện pháp dưới đây. Để chủ động phòng bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt là tại những nơi bị ô nhiễm nặng, không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại gần nơi bị ô nhiễm, sử dụng đồ bảo hộ lao động, giày, ủng, găng tay, vân vân đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất, bùn và nước bẩn. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng. Thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng, cần tránh tiếp xúc với đất, nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch để đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch cần được chăm sóc, bảo vệ các vết thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và phát hiện điều trị kịp thời. Còn bây giờ, bản tin của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.